Sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ TVB kể từ phim Người Kế Nghiệp, mới đây Mã Tuấn Vĩ đã đánh dấu sự trở lại với bộ phim Cung Tâm Kế 2 Thâm Cung Kế. Bộ phim Cung Tâm Kế 2 Thâm Cung Kế hoàn toàn lột xác với dàn diễn viên mới gồm Mã Quốc Minh, Hồ Định Hưng, Lưu Tâm Du, Tiêu Chính Nam, Châu Tú Na, Trần Vĩ, Huỳnh Tâm Dĩnh, Mã Tuyết, Tạ Tuyết Tâm, La Lâm, Trương Tuệ Nghi, Khang Hoa, và đặc biệt là sự trở lại của tiểu sinh một thời vang bóng Mã Tuấn Vĩ. Bộ phim lấy bối cảnh nhà Đường, câu chuyện bắt đầu sau khi Bình Định Vi Hậu do Mẹ Tuyết đóng nổi loạn. Mã Tuấn Vĩ thủ vai Lý Long Cơ, tống cặp với Hồ Định Hưng trong vai Vương Hoàng Hậu. Trong phim, Mã Quốc Minh vào vai Nhậm Tam Thứ, tướng Vương Long Võ Quân, có mối quan hệ tình cảm với Cam Nhược Thiên do Huỳnh Tâm Dĩnh đảm nhận. Tiêu Chính Nam vai tướng Vương Hà Ly, cùng với Lý Long Cơ và Nhậm Tam Thứ tình như thủ túc, nhưng sau này trở mặt thành thù. Về mặt tình cảm, Hà Ly luôn chung tình với Linh Long Công Chúa do Lưu Tâm Du thủ diễn. Cung Tâm Kế 2 Thâm Cung Kế là bộ phim nằm trong dự án phim 2017 của TVB và là một trong những chế tác lớn quy tụ dàn diễn viên hùng hậu. Đoàn làm phim Cung Tâm Kế 2 Thâm Cung Kế vừa ra mắt tạo hình nhân vật và sẽ sang phim trường hoành điểm Trung Quốc quay ngoại cảnh trong thời gian khoảng nửa năm.